Rồi, ok. HIT Việt Nam xin chào tất cả các em bay cơ và đặc biệt là các anh em cào cào chân trống thì bay hết vào đây. Thì hôm nay HIT sẽ giới thiệu đến các anh em một dòng mũ bảo hiểm dành cho xe Black, đó là mũ cào cào huyền thoại và đẳng cấp của HIT, đó là HIT I50. Trên tay mình bây giờ là một chiếc HIT I50 bản đề can với màu sắc rất là đẹp. Thì trong cái video hôm nay ấy, mình sẽ giới thiệu chi tiết một cái nhìn tổng quát và chi tiết về mũ I50, từ chất liệu này, cấu tạo này, đến những cái ưu điểm của nó này và cả giá cả luôn. Thì mọi người theo dõi cái livestream này thì sẽ hiểu rõ và chi tiết hơn về nó nhé. Trước hết thì về kiểu dáng, cũng kiểu dáng của mũ cào cào thì không lẫn vào đâu được. Đấy, đây là bao giờ cái mũ nó cũng sẽ có cái má che và cả cái hàm nó như thế này này, rất là nhọn. Đấy. Về chất liệu ấy thì I50 được làm bằng chất liệu composite polycarbonate nên là trọng lượng của nó tương đối nhẹ và chống có cái lực có khả năng chống va đập rất là mạnh. Trọng lượng của mũ này nó chỉ vào khoảng là 1,5 cân thôi, cộng trừ 50 gram thôi. 1 cái ưu điểm của mũ I50 ấy, đó là mũ sử dụng cái lớp lót EPS, IPS có khả năng là lớp lót IPS thì là đa mật độ nên là sẽ chống hấp thụ được cái lực, hấp thụ được cái và lực va đập là tốt nhất. Còn về cái phần lót của mũ ấy, lót bên nội thất bên trong của mũ ấy, thì là I50 ấy, sử dụng lớp lót mũ super cool nên là nó sẽ thoáng khí và kháng khuẩn rất là tốt. Nói về hệ thống thông gió thì I50 là sử dụng cái hệ thống phân luồng khí tiên tiến có tới 9 cái cửa lấy gió đi vào, sau đó là cái lượng không khí được đi vào trong mũ tối đa và đưa cái luồng không khí nóng đi ra đằng sau mũ qua 4 cái lỗ thông hơi phía sau này này. Đây là các cái phần lấy gió phía trán này, cả ở cằm này. Mũ có tầm nhìn là tương đối là rộng rộng và thoải mái và rất là thuận tiện cho cái việc lắp kính rời ở ngoài. Thì hiện tại shop đang lắp thử một chiếc kính cào cào Skyco G05 vào đây. Cái này thì anh em có thể mua thêm nhé, mua thêm để lắp vào. Hiện tại thì shop đang giảm giá nên là được mua trong cái thời gian này là được giá ưu đãi rất là nhiều. Một cái điểm lưu ý đặc biệt của cái mũ I50 này ấy, đó là mũ sử dụng veo không khí sliding layer impact, đấy là tích hợp với trong cái lớp lót ấy, thì cái lớp veo không khí này nó sẽ kiểm soát trượt đa hướng, do đó là sẽ giảm cái lực tác động vào đầu khi mà có va đập xảy ra. Cái lớp lót này được tích hợp ở phía trong rồi, à lớp veo này được tích hợp bên trong lớp lót mũ. Hiện tại thì rất là nhiều cái dòng mũ của HTC đã được tích hợp cái khoan chứa để lắp tai nghe Bluetooth. Thì đối với dòng I50 này là dòng mũ cào cào nhưng mà hãng cũng đã tích hợp sẵn này nhá. Cái lớp lót của mũ mình có thể tháo ra và có thể lắp lắp tai nghe Bluetooth vào đây một cách dễ dàng này. Thể quay dòng cái này được không? Okay. Bạn tháo hết cả cái nót ra cho mọi người xem được không?
toàn có thể tháo cái lớp lót này ra và thay giữa các mũ với nhau. Đối với cái dòng Y50 thì có thể thay lớp lót cho tất cả các cái size mũ đều được. Cái nót mũ này có thể thay thế được nhá, nhà máy HTC có nhá, có hàng. Đang test thử Ngọc ạ. Đây. Mọi người có nhìn thấy cái khoang tròn này không? Cái khoang tròn này là được tích hợp sẵn để có thể lắp tai nghe Bluetooth vào đây nhá. Cái này rất là cần thiết và rất là tiện, bởi vì là bây giờ hầu hết mọi người đều phải dùng tai nghe Bluetooth khi mà đi đường ấy. Đây là cái khoang tròn này này đã được tích hợp sẵn để lắp tai nghe. Mình có thể sử dụng tai nghe Bluetooth của HTC 10B hoặc 20B, hoặc là có thể sử dụng tai nghe Movio của Hàn Quốc này nhá. Hiện tại thì shop cũng đang bán sẵn tai nghe Movio. Cái này được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc ạ. Khi mà mua combo này thì bao giờ shop sẽ có chương trình ưu đãi riêng và sẽ được hướng dẫn lắp đặt, cũng như là nếu có nhu cầu thì shop sẽ lắp đặt ngay tại địa chỉ shop các anh em. Về cái lớp lót này thì mình sẽ tháo ra như thế này, nó có hai bên đều tháo ra được, đồng thời cái lớp ở giữa này cũng tháo ra luôn và có thể giặt một cách dễ dàng, giặt một cách dễ dàng này. Hiện tại thì các cái bản đề can của shop đang có các cái màu, có sẵn cái màu như thế này, và giá bán của bản đề can là 3.450.000. Còn riêng bản solid, riêng bản solid thì sẽ có giá là 3.250.000. Tính kẹo cào cũng có sẵn rất là nhiều màu để anh em có thể lựa chọn sao phù hợp với mũ nhé. Vừa rồi là shop đã giới thiệu qua một cái số các cái đặc điểm của mũ cào cào HTC Y50 này, cái chất liệu, trọng lượng này, cấu tạo này, cũng như là cái ưu điểm của mũ. Và hiện tại thì mũ Y50 này có các cái bản như này đã có mặt tại 224 đường bưởi và 396 đường lá, có mặt trên hệ thống mũ bảo hiểm G-Sport ấy. Thì anh em có thể vào truy cập vào website để theo dõi hoặc là đặt hàng ngay dưới cái livestream này nhé, thì sẽ được áp dụng một số cái chương trình quà tặng kèm theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái livestream. Chia sẻ thôi.